Huyện Tiên Lữ đang tập trung xây dựng và đã hình thành nhiều khu dân cư kiểu mẫu, có quang cảnh khang trang, môi trường xanh sạch đẹp, làm thay đổi diện mạo làng quê và lan tỏa tới các địa phương khác. Thôn Triều Dương, xã Hải Triều có trên 1.000 hộ với 3.200 nhân khẩu từ khi xây dựng nông thôn mới đến nay. Nhân dân trong thôn đoàn kết đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp. 5 năm liên tiếp, thôn được công nhận là làng văn hóa, hiện đang tiếp tục xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Thôn được quy hoạch rõ nét Đội bật là khu tưởng niệm Bắc Hồ làm trung tâm. 100% các tuyến đã được cứng hóa mặt đường rộng trên 3 mét. Trong đó, hai tuyến đường trung tâm thôn được giải nhựa đường, sông kẻ đá, hai bên đường được nhân dân trồng hoa cây xanh, sau đó bàn giao cho hội phụ nữ và các hộ dân ở đây chăm sóc, cắt tỉa. Huyện Tiên Lữ có 7 khu dân cư tiêu biểu gồm có thôn Muội Sảng, xã Hưng Đạo, thôn Triều Dương, xã Hải Triều, thôn Lạc Dục, xã Đức Thắng, thôn Nghĩa Chế, xã Dị Chế và các thôn Phù Anh, Phượng Tường, Linh Hạ, xã Nhật Tân, phấn đấu hoàn thành xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2021.